Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh hàng bãi Nhật ạ. Hôm nay em lại về thêm một số đồ nghề Nhật bãi nữa. Hôm nay thì có kìm cộng lực này, kéo xà beng nhổ đinh ạ và kéo tỉa hàng rào, cưa gấp, búa bi, búa đóng đinh ạ. Và một số mẫu dao, rồi dao bếp các loại ạ. Mã đầu tiên hôm nay là mã E. Mã đầu tiên là mã E1. E1 là một cái cây thước lá nha các bác. Thước lá cái này thì nó dài là 60 cm. Có dấu nội địa Nhật này và có một cái logo hình bánh răng, bên trong có chữ ạ. Cái này thì còn đẹp này các bác. Made in Japan, còn đẹp ạ. Cái phần này nó giống như bị ố này, về các bác tẩy trà tẩy đi là nó hết ạ. Cái này E1 là 170 ạ. E1 170. Mã số tiếp theo là E2 ạ. Mã số tiếp theo E2 là một cái cây kìm cộng lực của hãng MCC. Cây này là nó cắt cáp là 13mm nha bác. Cắt cáp 13mm. Cái răng miệng của nó thì còn đẹp và nó không có bị găm hay sứt mẻ gì đó. Có cái phần lưỡi này này, nó bề mặt của nó thì nó hơi bị rỉ tí, nó không được đẹp lắm. Bề mặt lưỡi thì không được đẹp lắm thôi ạ. Còn ngoài ra thì cái răng thì cũng không có bị găm mẻ gì hết ạ. Cái này là size 750. Còn cán thì cũng còn khá là đẹp ạ. Tay cầm được bọc nhựa cứng bên ngoài ạ. Này E2 là 600.000. Và số tiếp theo là E3. Số tiếp theo là E3. Là một cái cây kéo cắt cành trên cao nha các bác. Cây kéo cắt cành trên cao. Cây này là cán là bằng nhôm này các bác. Đó. Tem mác còn nguyên nhé. Cái ở này là nó có bị cấn một hai vết nhỏ ở đây thôi ạ, nó cấn một tí thôi. Còn ngoài ra thì nó còn đẹp gần như mới ạ. Cán đẹp gần như mới. Cây này thì mình có thể tháo kéo ra dài ra được nha bác. Hoặc là mình thu ngắn lại được. Cái này lúc mình kéo dài ra thì nó dài là tầm khoảng 1m8 ạ, 1m8. Đây, cái này cắt trên cao. Nên nó có một cái sợi dây để mình đứng ở dưới này, mình cầm dưới mình ấy này. Mình kéo cái sợi dây này là cái lưỡi này này nó sẽ cắt được nha các bác. Đó, kéo cái lưỡi này là cái kiểu là dạng lưỡi kéo cắt ngược nha các bác, kéo cắt ngược. Cái này là E3 là 650.000. Đến mã số tiếp theo là E4 ạ. E4 là một cái cây xà beng nhỏ đinh. Cây xà beng thép không rỉ. Cây này nó có chiều dài là 45 cm. Nó có một đầu chữ V nhổ đinh này. Đầu thì còn đẹp, không có bị chảy trượt gì hết. Và một đầu nhổ đinh là đầu dẹp. Cái này thì 45mm, tem mác còn nguyên. Cái này là E4 là 170.000. Mã số tiếp theo là E5. Cũng một cây xà beng nhỏ đinh, cây này cũng là thép không rỉ ạ. Cây này thì nó có chiều dài là 70 cm. Cây xà beng này dài 70 cm ạ. Nó có một cái đầu dẹp này, một đầu dẹp và một đầu chữ V. Đầu chữ V thì còn đẹp và không, miệng thì còn đẹp, không có bị chảy trượt gì hết ạ. Và cây này thì nó cũng làm bằng thép không rỉ. Này E5 là 300.000. Mã số tiếp theo là E6 ạ. E6 cũng một cây xà beng nhổ đinh. Cây này thì nó hai đầu nhổ đinh chữ V này. Đầu còn đẹp, không có bị chảy trượt gì hết. Và cây này cũng là cây xà beng nhổ đinh thép không rỉ ạ. Này nó cũng có tem mác mà nó bị bong chóc rồi đó. Đầu nhổ đinh còn đẹp hết đúng không? Và cây này thì nó dài 90 cm đúng không? Dài 90 cm. E6 là 350.000. Mã số tiếp theo là E7 ạ. E7 là một cái cây kéo cắt cành trên cao của hãng Senkichi ạ. Cái này thì nó có chiều dài là 53 cm, cả cán ạ. Tay cầm bọc cao su bên ngoài cũng còn đẹp này. Cán thì là làm bằng cán nhôm. Cán nhôm này. Này nó có một cái vết cấn nhỏ nhỏ ở đây nha các bác, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu. Đây, tem mác này, tem mác của hãng Senkichi ạ. Lưỡi thì còn đẹp ạ. Này, lưỡi miệng kéo còn đẹp hết nhá. Này là có trợ lực ạ, có trợ lực. Cái này E7 là 220.
Rồi, tiếp theo này E8 ạ. E8 một cây kéo từ hàng rào. Cây này thì nó có chiều dài là 65 cm ạ. Cái này cán thì được làm bằng ống thép và còn tay cầm của nó thì làm bằng gỗ, tay cầm bằng gỗ. Nó còn rất là đẹp, tem mác còn nguyên ạ. Lưỡi của nó làm bằng thép không rỉ rỉ ạ, lưỡi thép không rỉ. Lưỡi thì còn đẹp và không găm mẻ gì hết ạ. Cái này là E8 là 200.000. Đến mã số tiếp theo là E9 ạ. Mã số tiếp theo là E9 là một cái cây kéo từ hàng rào của hãng ARS. Cây này nó có chiều dài là 50 cm. Cán thì được làm bằng nhựa có hãng ARS này dập trên cán ạ. Và phần lưỡi đây, lưỡi cũng còn đẹp, không có cái bị gam mẻ gì hết ạ. Đây nó có một cái con ốc chốt này, các bác có thể tháo ra được nhá, tháo ra vệ sinh lưỡi kéo hoặc mài bén được. Cái này là E9 là 180 ạ. Mã số tiếp theo là E10. E10 cũng một cây kéo tỉa hàng rào. Cây này nó cũng có chiều dài là nó khoảng 57 cm. Cái này là cán thì là cây kéo này cán bằng gỗ còn đẹp, tem mác còn nguyên ạ. Còn phần lưỡi kéo đây, nó có chốt cài này quá và có lò xo tự động đẩy ra đẩy vào nhé bác. Lưỡi kéo thì nó được uốn cong một xíu, có lò xo tự động đẩy ra này. Lưỡi là lưỡi thép không rỉ còn đẹp nhé bác. Và đây trên lưỡi kéo nó có những cái răng để chống trượt ạ, răng chống trượt. Cái này đây, chốt cài còn. Cái này là E10 là 250.000 ạ. E10 250.000. Mã số tiếp theo là E11 ạ. Mã số tiếp theo là E11. E11 là một cái cây cuốc cào nhỏ. Cây này nó có chiều dài lưỡi là 22 cm, chiều dài lưỡi khoảng 22 cm ạ. Chiều ngang lưỡi cuốc là nó chiều ngang lưỡi cuốc là 7 cm. Và cái lưỡi cào này thì chiều ngang của nó là 8,5 cm ạ. Lưỡi thì cũng còn khá là đẹp rồi quá. Đó. Còn lớp sơn mạ bên ngoài ạ. Cán thì cũng còn đẹp và chắc chắn ạ. Cái này E11 là 170 ạ. Số tiếp theo E12 ạ. E12 là một cái lưỡi cuốc chim ạ. Chiều dài lưỡi cái này là nó dài 36 cm. Chiều ngang lưỡi cuốc chim này là nó là 6,5 cm ạ. 6,5 cm. Lưỡi cuốc chim này nó cũng còn lớp sơn mạ bên ngoài nha bác, nó chỉ bị bong chóc chảy xước một vài vết nhỏ nhỏ thôi. Này E12 cái này là 200. Mã số tiếp theo là E13. E13 là một cái cây bơm xe đạp. Cây bơm xe đạp nha bác. Cây này nó không có bầu hơi ạ, không có bầu hơi. Cái này thì còn cũng còn khá là đẹp này, tem mác thì còn nguyên vẹn ạ, tem mác còn nguyên. Và cái đầu hơi của nó là đầu kẹp chữ A nha bác, chuyên dụng để mình bơm xe đạp đấy. Này thì em đã kiểm tra rồi nha bác. Cái này thì bơm vẫn còn xài bình thường, hơi ra rất là mạnh ạ. Cái này là E13, cái này 190 ạ. E13 190. Mã số tiếp theo là E14 ạ. E14 là một cái cây bơm chân ạ, cây bơm chân. Cây này thì nó có đồng hồ đo áp suất, âm lực này. Cái này thì cái mặt đồng hồ bằng nhựa nó có kiểu nó bị va đập vào những cái vật khác nên nó có một cái vết nứt nhỏ ở trên nhá. Này dây lợ thì các thứ thì cũng còn lành lặn ạ. Và cái đầu van bơm, đầu hơi bơm của nó làm bằng đồng này các bác. Đây các bác nắp, ví dụ nắp vào xe máy thì các bác xong các bác chỉnh cái con ốc này này, các bác siết lại là các bác bơm thôi. Tem mác trên đấy còn nguyên đấy ạ. Trên cây bơm. Cái này E14 là 270 ạ. Mã số tiếp theo là E15 ạ. Mã số tiếp theo là E15 là một cái cây cưa gấp ạ. Cây này thì nó có chiều dài là 48 cm, chiều dài 48 cm ạ. Còn cái phần lưỡi cưa thì nó dài là khoảng 21 cm, lưỡi cơ dài 21 cm ạ. Lưỡi thì nó có dính những cái vết ố vàng bên ngoài một chút nha các bác. Lưỡi thì còn đẹp và sắc bén ạ, không có lưỡi thì không có cong vênh sứt mẻ một cái lưỡi nào đó, một cái răng nào đó. Cán thì cũng còn đẹp, tem mác còn nguyên. Này E15 130. Mã số tiếp theo là E16 ạ.
Và số tiếp theo E16. Và số tiếp theo E16 là một cái cây cơ gấp của hàng ARS, cây cơ gấp hàng ARS. Đây, nó có chốt cài lưỡi này, chốt cài lưỡi cưa này. Và cây cưa này thì nó dài nào, nó dài 41 cm cả cán này. Cán nó là cán nhựa, đây, có hàng ARS này, made in Japan. Phần lưỡi cưa đây, lưỡi răng thì còn sắc bén nhau á. Có bề mặt lưỡi của nó có bị ố đen một tí nhau á, nhưng mà xài thì vẫn bình thường, vẫn cắt rất là sắc bén. Đây, răng còn sắc bén, không có bị cong vênh hoặc là bị gãy một răng nào đâu ạ. Cái này E16 nó 120 ngàn. Mà số tiếp theo là E17 ạ. Số tiếp theo E17 cũng một cái cây cưa gấp của hãng ARS. Cây này thì nó có chiều dài là 41 cm, cán thì cũng bằng nhựa này, có hàng ARS made in Japan này. Phần lưỡi cưa thì còn đẹp nhau á, không có bị rỉ sét gì hết ạ. Răng cưa thì còn sắc bén, sắc nhọn. Cái này là E17, cái này 150 ngàn. Mà số tiếp theo E18 là một cái cây cưa gấp của hãng Tajima. Hãng Tajima này quá. Cán thì được bọc cao su bên ngoài còn rất là đẹp nhau á. Phần lưỡi đây, lưỡi cũng còn rất là đẹp, khá đẹp ạ. Cây cưa này thì nó có chiều dài cả cây là khoảng 44 cm, và phần lưỡi cưa là nó dài tầm 21 cm ạ. Đây, lưỡi cưa răng thì còn sắc bén và cũng không có bị gam mẻ gì hết ạ. Không có bị gam mẻ gì hết. Cây cưa này là E18, là 200 ngàn ạ. Và số tiếp theo là E19. E19 là một cái cây thước góc 45 độ, thước góc 45 độ bằng thép không rỉ nha bác. Cây này nó của hãng Honma này, Honma, và nó có khắc ở trên cái cây thước này một hình một con rồng nữa. Cây thước này thì còn đẹp, cũng không rỉ sét gì hết đâu. Có khắc thêm một hình một con rồng trên cái cây thước góc này. Này E19 là 150 ngàn. Mã số tiếp theo là E20 là một cái cây mỏ lết giảm trọng lực của hãng Lotte ạ. Cây này nó có chiều dài là 24 cm, chiều dài cây mỏ lết này là 24 cm ạ. Nó có logo hình con tôm này các bác, và bên này có logo hãng Lotte. Miệng của nó đây ạ, đây, miệng thì còn khít nhé bác, miệng còn khít ạ, cũng không có bị chảy trượt gì đâu, không bị gì nhiều đâu. Nói chung là người ta cũng có xài sơ rồi nhưng mà miệng còn khá đẹp ạ. Này E20 là 200 ngàn, E20 200. Mã số tiếp theo E21 là một cái cây mỏ nết nhỏ nha các bác, cây mỏ nết nhỏ của Mỹ ạ. Cây này chiều dài là 16 cm, chiều dài cây mỏ nết là 16 cm này. Cây này thì Mỹ làm bằng thép đen này, này chắc cũng lâu đời rồi nên nhìn nó hơi bị cũ tí thôi, nhưng mà miệng còn rất đẹp nha các bác, miệng không có bị chảy trượt gì hết. Mỹ người ta làm thép tốt nên dù 5 tháng nó có dài nhưng mà chất lượng nó vẫn còn rất là tốt ạ. Đây, made in USA, đây, có chữ USA đây nha các bác, mở mở đó. Cái này là E21 150 ngàn, E21 ạ. Mã số tiếp theo E22 ạ. E22 là một cái cây cờ lê tự động. Cây này của hãng Top nha các bác. Chiều dài cây cờ lê này là 30 cm, 30 mm của hãng Top. Cái này thì làm bằng thép đen này bác, làm thằng thép đen, thép rất là cứng luôn ạ. Đây, răng thì còn sắc bén, không có bị chảy trượt gì hết ạ. Loại làm bằng thép đen thì nó cứng và nó chất lượng hơn những cái loại bằng thép trắng nhá bác. Đó, của Top này. Cái này E22 là 280 ngàn. Và số tiếp theo là E23, là một cái cây búa cao su nhỏ này các bác. Đây, nó có hai đầu cao su, đầu thì còn đẹp nhá bác, người ta có xài rồi nên nó có cũng có góc cạnh này nó cũng có xước một vài vết ni ti nhỏ này các bác, nhưng mà nhìn chung thì mình xài thì nó vẫn còn rất là ok ạ. Đầu đẹp, cán thì còn đẹp, và cây này thì nó có trọng lượng nó là khoảng hơn 200 gram một tí ạ, hơn 200 gram. Này là E23 120. Mã số tiếp theo E24 ạ.
E24 là một cái cây búa lục giác, búa đóng đinh đầu lục giác. Nó cũng là cái này thì cán thì còn rất là mới nữa bác, nó tem mác còn nguyên này. Cái này nó đầu búa nặng 1,3 kg và đầu thì còn đẹp, không có bị trầy trượt gì hết ạ. Có lớp sơn mạ ở bên ngoài thì nó có bị bong tróc đi mất một phần rồi. Này E24 là 230.000. Mã số tiếp theo là E25. E25 là một cái cây búa bi. Cái này thì cán thì còn đẹp còn mới này. Và cái đầu đầu búa đóng đinh thì cũng còn đẹp này, gần như không có bị trầy trượt gì hết ạ. Và đầu bi cũng thế ạ. Này, nó thép nên lâu ngày để ngoài bãi thì nó có mấy vết ố nhỏ nhỏ thôi. E25 và cây búa bi này trọng lượng của nó là 1,4 kg nha bác. E25 là 250.000. Mã số tiếp theo là E26. Là một cái đầu lục giác nha bác. Đầu búa đóng đinh đầu lục giác của hãng PX, và trọng lượng cái đầu búa này là 2,7 kg. Này cán gãy rồi, về các bác tháo cán cũ ra rồi đóng lại cán mới thôi. Đầu thì còn đẹp, cũng không có bị trầy. Nói chung là nó cũng còn tương đối đẹp ạ, tương đối đẹp ạ. Đầu búa nó có vân chống trượt nữa đấy. Này là E26 là 300.000, 300. Mã số tiếp theo là E27 là một cái cặp cuốc cào mini. Cái này nó có một cây cuốc, một cây cào nhé. Cây cuốc này, cây cào này là cào dạng ba răng này. Nó của hãng Saboten ạ, Saboten có logo hình con cây xương rồng. Cái này thì chiều dài nó là 39 cm, cán bằng gỗ còn đẹp. Còn đẹp nhá các. Còn rất là đẹp luôn. Và một cái cây cuốc nhỏ này. Cái này lưỡi của nó là bằng lưỡi thép không gỉ ạ, lưỡi thép không gỉ. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 11 cm. Cái này cán thì bằng gỗ và cán của nó của hãng Sungarder. Chiều dài cây này là nó dài 31 cm. Một cặp như này là E27 là 170.000 hai cây ạ. Mã số tiếp theo là E28 là một cái cây chép nhỏ này. Cái phần lưỡi của nó là nó dài tầm khoảng 10,5 cm, nó dài tầm hơn 10 cm một tí, 10,3 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 9,5 cm. Cái phần cán của nó thì được hàn về ống thép luôn nha bác. Tổng chiều dài cây này là nó dài 52 cm ạ. Được hàn ống thép luôn. Cây chép này là E28 là 150.000. E28 ạ. Và số tiếp theo là E29 là một cái khoan tay này các bác. Đó, cái khoan tay nhá. Cái này thì cái đầu này thì các bác có thể nắp đầu mũi khoan này, đầu vít hoặc đầu khoan, đầu vít gì tùy ạ. Cái cây này thì nó có chiều dài là 30 cm, chiều dài 30 cm ạ. Cái này khoan tay này, khoan những cái nơi mà mình không tiện mang máy móc đi thì mình có thể xài cây này để mình khoan hoặc là mình bắn vít, bắt vít các thứ. Đây, cái trên cây khoan tay này nó còn nguyên tem mác ạ và nó cũng còn đẹp này, cán bằng gỗ ạ. Này E29 170 ạ, E29. Và số tiếp theo là E30 ạ. Là một cái cây kìm rút TV. Cây này của hãng Picard nhá, hãng Picard. Nó có logo hình con chim cánh cụt này. À, chim gõ kiến nhá, chim gõ kiến ạ. Chưa Picard tem mác thì còn nguyên này, made in Japan. Cây này nó có chiều dài là 23 cm. Và nó có 3 đầu rive nhá các. Đầu 2,4 ly này, 3,2 và 4,0 ạ, 4,0 3 đầu. Cái này thì còn mới còn đẹp này, lớp sơn mạ bên ngoài còn, tay cầm được bọc nhựa bên ngoài còn rất là đẹp luôn ạ. E30 là 170. Số tiếp theo là E31 ạ. E31 là một cái cây kìm rút ri vê của hãng Lotter. Cây này nó có chiều dài của nó là 26,5 cm. Chiều dài 26,5 cm của hãng Lotter, có logo hình con tôm này. Cái này bề ngoài, cái này thì nó làm bằng nhôm này các bác. Bề ngoài của nó thì nó bị bong trong lớp sơn mạ bên ngoài rồi. Về cái này nhưng mà xài vẫn còn rất là ok nha các bác. Xài vẫn còn rất là ngon bình thường. Có 4 đầu rút đi về, tay cầm thì được bọc cao su bên ngoài.
Này E31 là 220 ngàn. Và số tiếp theo E32 là một cái cây kéo cắt tôn của hãng Sato ạ. Cây kéo cắt tôn của hãng Sato Japan. Chiều dài cây kéo này là nó dài 23 cm, kéo cắt tôn dài 23 cm. Lưỡi thì rất là dày nha bác, lưỡi nó dày tới khoảng 5-6 ly ạ, 5-6 ly. Nên bác nào cắt tôn mua cây này về căn. Có lò xo tự động đẩy ra đẩy vào này và có trợ lực của hãng Sato Japan. Tay cầm thì được bọc một lớp nhựa bên ngoài, nó cũng còn khá đẹp ạ. E32 là 220. Và số tiếp theo E33 là một cái cây kìm bấm chết nha mọi người. Kìm bấm chết. Cây này nó có chiều dài 19 cm, chiều dài 19 cm. Bề ngoài thì cũng còn nó tương đối đẹp, không có bị rỉ sét gì ạ. Và cái phần răng miệng của nó đây, răng miệng răng thì còn sắc bén này, cũng không có bị chảy trượt gì nhiều ạ. Nói chung là những cái cây kìm chết này nó cũ nhưng mà em nhặt thì em cũng để ý là cái răng của nó là nói chung là nó cũng còn được khoảng 80% đấy, tương đối ạ. Cây này nó của hãng Surin có logo hai cái hình vòng tròn này. Này E33 là 270 ạ. Mã số tiếp theo là E34 cũng một cái cây kìm bấm chết. Cây này nó có chiều dài là cũng khoảng 19 cm. Và cây này bề ngoài thì cũng còn khá là đẹp, không rỉ sét gì hết. Và phần răng này, răng thì cũng còn sắc bén, không có bị chảy trượt gì đâu. Ở cây này nó có một cái logo hình con cua này. Và hai bên con cua này có hai cái chữ Nhật được dập chìm trên cây kìm bấm này ạ. Này E34 là 290 ngàn. Mà số tiếp theo là E35 là một cái cây kéo tỉa hàng rào, kéo ngắn, kéo tỉa hàng rào ngắn này. Cây này nó có chiều dài là 34 cm, chiều dài 34 cm. Cây này nó của hãng Sapoten ạ, tem mác thì còn nguyên, logo hình cây xương rồng ạ. Và tay cầm thì được bọc một lớp cao su bên ngoài này, có chốt cài ở đây ạ. Và lưỡi kéo đây, lưỡi kéo thì còn đẹp và còn sắc bén không ạ. Cái này không biết người ta đính gắn thêm cái phần này để làm gì ạ. Và cái phần lưỡi này thì có thể xoay chiều được khoảng 360 độ nha bác. Xoay được 360 độ ạ. Xoay chiều 360 độ. Cây này là E35 là 190 ngàn. Và số tiếp theo là E36. Cũng một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây này nó có chiều dài là khoảng 31 cm. Cái này thì cán cũng là cán bằng cán nhôm này. Cán nhôm thì ưu điểm của nhôm là nó sẽ nhẹ, mình cầm mình xài thì nó đỡ tránh bị mỏi tay. Lưỡi thì làm bằng thép không rỉ, còn đẹp này. Chứ thép không rỉ được giặt chìm trên lưỡi kéo luôn ạ. Tay cầm đường bọc lớp cao su bên ngoài, có lọt xo tự động đẩy ra đẩy vào. Cây này là E36 170 ạ. Và số tiếp theo E37 ạ. E37 là một cái cây kéo bướm. Cây này nó có chiều dài là 18 cm, kéo bướm chiều dài 18 cm này. Cây này thì lưỡi của nó thì còn đẹp, không gam mẻ gì hết ạ. Và cái lưỡi của nó là cái kiểu người ta mà làm lưỡi theo cạnh nó vát hình tam giác này quá. Lưỡi cạnh vát hình tam giác này giống dạng kéo cổ, kéo ngày xưa hồi trước, kéo lâu đời rồi. Và cái phần quai của cán kéo thì ở phần đuôi này người ta có tiện hình đốt trúc này, hình đốt trúc. Và cái này nó cái con ốc này, cái chốt này thì mình có thể tháo rời ra được nha các bác, tháo rời ra để mình vệ sinh hoặc mình mài bén lưỡi kéo chẳng hạn. Này E37 là 180 ạ. Mã số tiếp theo E38 ạ. E38 là một cái cây kéo cắt cành đúc. Cây này thì nó có chiều dài là 18 cm. Bề ngoài lưỡi thì còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn, lưỡi hai lớp thép ạ. Đây, các bác có thể nhìn để ý là nhìn thấy cái lớp thép ghép này. Chữ được dập chìm trên bề mặt lưỡi kéo còn rất là đẹp luôn ạ. Hai mặt này. Cán cũng còn đẹp mà cũng không có bị reset gì hết ạ. Và cái này thì chốt cài bằng da, nó đứt rồi về các bác chế lại chốt cài thôi, nó so còn nguyên ạ.
Này là E38 là 270 ạ. Mã số tiếp theo E39. E39 là một cái cây kéo cắt cành cán đỏ. Cây này chiều dài là 20 cm. Cây này được bọc cao su màu đỏ này, thì còn lành lặn, còn cũng còn khá là đẹp. Và lưỡi là bằng thép không gỉ, lưỡi còn đẹp và không có bị gam mẻ gì hết ạ. Cán bọc cán còn nguyên lớp sơn mạ, nó so chốt cài còn nguyên nhé bác. Đó. Nó so chốt cài còn nguyên. Cây này là E39 là 230.000 ạ. Và số tiếp theo là E39. Cái này là E39 230. Và số tiếp theo là E40 ạ. E40 là một cái cây kéo tỉa. Cây kéo tỉa, cây này kéo tỉa lưỡi là thép giấy trắng nha bác. Lưỡi thép giấy trắng, kéo tỉa hệ đó. Cây này nó có chiều dài là 21 cm, chiều dài 21 cm. Cán của nó thì được làm bằng không biết cái thép gì, nhìn nó thép nó màu bạc này. Còn lưỡi đây, lưỡi thì cũng còn rất là đẹp nha bác. Lưỡi còn đẹp nguyên này, không rỉ xe gì hết. Và lưỡi được làm bằng thép giấy trắng này bác. Đó, có chữ giấy trắng ở dập trên lưỡi kéo nha bác. Cái loại kéo tỉa này rất là hiếm gặp luôn các bác. Rất là hiếm gặp loại hệ này. Nếu mà mua giá mới của nó có khi đến 2-3 triệu luôn ạ. Cái này nó tuy là nó không phải là hàng mới, nhưng mà lưỡi thì cũng còn đẹp, không găm mẻ gì hết. Và bề ngoài còn rất là đẹp. Này rất là hiếm luôn ạ. Thép mà lại làm thép giấy trắng nữa này. E40 là 950.000 ạ. E40 ạ. Mã số tiếp theo là E41. Là một cái cây kéo hồ lô ạ. Cây này thì chiều dài là 20 cm. 20 cm. Cây này kéo của hãng Father. Và nó có cái logo hình cái lá cây nha bác. Lá cây. Lưỡi thì cũng không găm mẻ gì hết ạ. Và lưỡi còn rất là sắc bén ạ. Trên lưỡi thì có răng chống trượt thôi. Phần cán thì lớp sơn mạ nó bị bong chóc hết rồi. Bị bong chóc rồi. Nhưng mà nó cũng không có gì xét gì ạ. Này E41 120.000. Mã số tiếp theo là E42. Là một cái cây kéo tỉa của hãng Handiwork. Nó tỉa hãng Handiwork. Cây này nó có chiều dài là khoảng 22 cm, chiều dài 22. Cán của nó là bằng nhựa và nó có một cái chốt cài lưỡi kéo ở trên phần trên đây ạ. Lò xo còn nguyên này. Lưỡi kéo của nó là bằng lưỡi thép không gỉ và lưỡi cũng còn rất là sắc bén, không gam mẻ gì hết ạ. Trên bề mặt thì nó có bị ám ố một vài vết, nó mờ màu đen thôi. Cái này là những cái vết ám ở trên bề mặt thôi ạ, chứ nó không thể xét gì ạ. Này E42, cây này là 150.000 của hãng Handiwork. Mã số tiếp theo là E43. E43 là một cái dây khò ga nha bác. Dây khò ga này. Cái này nó của hãng Ricoto. Đây, hãng Ricoto. Còn full trong hộp luôn, chưa qua sử dụng. Còn nguyên trong bọc trong hộp như thế này. Cái cuộn dây này thì nó dài tầm khoảng hơn 2 mét một tí. Hơn 2 mét. Đây, nó có một cái đầu van ốc này để mình lắp vào những cái bình ga công nghiệp hoặc là những cái bình ga mình hay sử dụng trong bếp ga bình thường ở trong nhà mình đấy ạ. Và tay dây dẫn ga này thì nó có mấy cái vết này là cái vết cao su mà lâu ngày nó ẩm nên nó bị nên mốc mấy vết thôi. Về cái băng rửa đi là hết rồi. Tay cầm thì là tay cầm thì bằng nhựa. Và cái ống khò ga này là ống đầu khò này là nó làm bằng đồng này quá, làm bằng đồng ạ. Có cái con ốc này để điều chỉnh lực lượng ga to nhỏ đấy, nhiều ít ạ. Đây, có con ốc điều chỉnh đây. E43 cái cuộn dây này là 290.000. Mã số tiếp theo là E44 ạ. E44 là một cái lưỡi rìu bồ củi ạ. Cái lưỡi này nó có chiều dài lưỡi là khoảng 20, sắp xỉ 21 cm, gần 21 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là tầm 8,7 cm. Lưỡi là 3 lớp thép ạ. Ở
Mặt bên này thì nó có dập một cái chữ ở trên đầu rìu này. Còn mặt bên này thì trên đầu rìu cũng có cái chữ khắc thủ công này. Ở giữa phần giữa nửa rìu cũng được dập chìm chữ. Này E44 là 340 ngàn. Rồi tiếp theo E45 là cũng một cái rìu bổ củi này. Cái này nó có chiều dài là khoảng lưỡi là tầm chiều dài lưỡi là khoảng sắp xỉ 21 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 6,3 cm. Cái này thì bề mặt lưỡi thì cũng còn đẹp, không thì xét gì hết ạ. Đó. Ở bên này thì nó cũng có một cái dấu mộc hình tròn này, bên trong nó có chữ bên trong nữa. Cán thì cũng còn rất là chắc chắn. E45 cái này là 300 ạ. Mã số tiếp theo E46 ạ. Một cái rìu tai vòi. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 11 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 10,3 cm. Cái này lưỡi rìu thì cũng còn tương đối đẹp, và lưỡi nó là 3 lớp thép ạ. Cán cũng còn tương đối ạ. Và cũng được trêm khá là chắc chắn. E46 là 300 ngàn. Mã số tiếp theo E47 ạ. Là một cái cây dao pháp, dao rừng lưỡi cong ạ. Chiều dài cái lưỡi dao này là nó khoảng 17,5 cm. Chiều ngang lưỡi là 6 cm. Và độ dày của nó là nó dày 6 ly ạ, 6 ly. Cây này thì người ta thiết kế là chuyên để đi phát cây, phát cối ở trong rừng nha bác. Nên nó lưỡi người ta sẽ thiết kế nó hơi cong nhẹ này, và nó có mỏ để chống trượt ở đầu này. Lưỡi mài một mặt và thép hai lớp ạ. Chữ được khắc chìm ở mặt bên trái của lưỡi dao này. Cán còn đẹp và chắc chắn ạ. Cây này E47 là 300 ạ. Mã số tiếp theo là E48. E48 cũng một cây dao chặt. Cây này nó có chiều dài lưỡi là 17 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 5,3 cm. Và độ dày lưỡi dao là nó dày khoảng xấp xỉ 6 ly ạ, Cây này lưỡi thì mài một mặt thép hai lớp ạ. Bề mặt lưỡi thì còn tương đối đẹp ạ. Thép hai lớp, cá thì còn đẹp. Đây là E48, cây này là 300, Số tiếp theo là E49. Một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi cây dao này là 13,5 cm. Chiều ngang lưỡi là khoảng 7,2 cm. Và độ dày của nó là nó dày 8,5 ly ạ, 8,5 ly. Cái này thì lưỡi nó là lưỡi mài hai mặt này các bác, 3 lớp thép ạ. Và cán nó dạng cán thẳng nên các bác có thể mang vào bếp mình chặt xương heo, xương bò thoải mái ạ. Xương trâu thoải mái. Cán thì còn đẹp và chắc chắn ạ. E49 cây này thì 300 ạ. Cây này 300. Và số tiếp theo là E50. E50 là một cái cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó là xấp xỉ 17 cm. Bản của nó rộng là khoảng 5,5 cm. Và độ dày của nó không? Nó dày 5 ly ạ. Cây này dày 5 ly. Cái này thì lưỡi mài hai mặt thép ba lớp, bề mặt thì còn đẹp, láng mịn và không tì xét gì hết. Ở phần đầu của nó cũng có mỏ chống trượt và chữ được dập chìm trên bề mặt lưỡi kéo, lưỡi dao đấy. Cây này thì cán còn rất là đẹp này quá và được trêm rất là chắc chắn. Đó, lưỡi hai mặt đều đẹp hết, cán cũng đẹp. E50 là 370 ngàn. Và số tiếp theo là E51 ạ. Một cây dao chặt ạ. Chiều dài lưỡi của nó là 17 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 5,2 cm. Và độ dày của độ dày là 6,5 ly ạ. Độ dày cây dao 6,5 ly. Đây, cây này còn rất là mới nha bác. Đó, từ cái khâu này, khâu còn nguyên lớp sơn mạ luôn này. Và cái phần lưỡi dao cũng là loại dạng lưỡi dao thép trắng không rỉ này. Cũng còn nguyên lớp sơn mạ, chữ khắc thủ công trên lưỡi dao rất là đẹp này. Và đây nó này em lấy ngoài bãi nha bác. Cái này nó có một vài, nó dính một vài, nó cấn cấn một vài vết ố thôi. Ố tại để ngoài bãi thì nó hay
hay bị dính bẩn từ những cái hàng khác qua nên nó ấy, còn nó còn nguyên lớp sơn mạ, giờ mà trà hết mấy cái này đi thì nó có khi là nó mất đi cái lớp sơn mạ, nên em để nguyên thế. Mặt sau cũng thế này các bác, nó dính đấy, cây dao còn mới này, hai lớp thép này, thép hai lớp. Nay trà đi thì nó sẽ sáng ra nhưng mà nó sẽ bị mất cái lớp sơn mạ về. Các bác nếu mà thích thì các bác có thể tự trà nhé. Còn cây này nó còn mới nguyên đấy, mới được đến tầm 80-90% và tem mác còn nguyên này, cán mới này. E51 cây này là 500.000, 500. Và số tiếp theo E52. E52 là một cái lưỡi dao chặt, chiều dài lưỡi là 13,5 cm, chiều ngang lưỡi là 7,5 cm và độ dày lưỡi dao này là nó dày tới 9 ly, dày 9 ly, rất là dày luôn các bác. Lưỡi mà hai mặt 3 lớp thép và bề mặt lưỡi còn đẹp, láng mịn, không reset gì ạ. Này mua về các bác chặt xương heo, xương bò thì thoải mái luôn, rất là dày luôn. Phần chuôi của nó cũng khá là dài. Đây, nó còn cái khâu nha các bác, về các bác chế lại cán thôi. Phần chuôi dao là nó dài 19 cm. E52 là 300.000. Mã số tiếp theo là E53 là một cái cây dao thái thép thủ công, chiều dài lưỡi của nó là 21,5 cm, bản rộng của nó là 5,7 cm và độ dày cây dao này là lưỡi nó dày 2,5 ly, lưỡi dày 2,5 ly. Cái này là dao thép thủ công này, có chữ được dập trên bề mặt lưỡi dao này, dập rất là sâu đậm này. Này bề mặt thì cũng không thể xét gì nhau bác, nó chỉ thép của nó lâu ngày nên nó có những cái vết ám ố thôi, mà bên ngoài thôi ạ. Cây này là nó xài là thép Nippon nhá bác, thép Nippon, thép Nhật ạ. Bên này nó có dập hãng thép bên này, thép Nippon ạ. Cán gỗ và chốt thì bằng chốt đồng, và trên cán người ta cũng có khắc chữ trên đấy ạ. Này E53 là 350.000. Tiếp theo E54 là một cái cây dao sashimi. Cây này nó chiều dài của nó là 23 cm, bản của nó rộng là khoảng 3,3 cm và độ dày của nó đâu, nó dày là 2,5 ly, dày 2,5 ly. Cây này dao sashimi này, thép molybdenum và vanadium nha các bác. Thép cái này là kiểu dao sashimi hàng châu Âu ạ, hàng xuất sang châu Âu này các bác. Ở đây nó có dập chữ molybdenum vanadium đây, nó hơi mờ mờ này các bác. Các bác nhìn bằng mắt thường thì nó sẽ rõ hơn đấy. Lưỡi thì mài vát một mặt, nhưng mà dao kiểu dạng dao sashimi mà xuất sang châu Âu. Lưỡi cán của nó thì cũng được làm bằng thép không gỉ luôn, đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao còn rất là đẹp này quá. Cái này thường bên châu Âu, bên Nhật, bên Đức, bên Anh hoặc là những cái nước châu Âu là người ta chuộng xài những cái dòng cán nhựa hoặc là cán thép không gỉ luôn, chứ người ta không thích xài những loại cán gỗ. Người ta thích xài loại thép không gỉ thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Người ta không thích xài theo thủ công hoặc là cán bằng gỗ mấy. E54 là 370, Mã số tiếp theo E55. E55 là một cây dao đề ba theo thủ công. Chiều dài lưỡi của nó là 15 cm, chiều ngang lưỡi là khoảng 4,7 cm và độ dày cây dao này là nó dày 8,5 ly. Dao đề ba theo thủ công. Bề mặt của nó chữ được khắc thủ công rất là đẹp này, lưỡi mài một mặt thép hai lớp, mặt sau thì nó có mấy vết ố đen đen xíu rồi, thép hai lớp, cán thì còn đẹp. E55 cái này 250.000. Số tiếp theo E56, một cây dao đề ba thép thủ công, chiều dài lưỡi cây này là nó khoảng cũng tầm 15 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 4,7 cm và độ dày cây dao này nó dày 7 ly ạ, dày 7 ly.
Cây này thì lưỡi của nó cũng mài một mặt thép hai lớp này, chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao rất đẹp luôn ạ. Mà sao hai lớp thép, cán thì cũng còn đẹp. E56 220. Mà số tiếp theo là E57. E57 là một cây dao Lakiri, Lakiri thép nguyên khối ạ, thép không dỉ nguyên khối, chiều dài lưỡi 16,5 cm, chiều ngang lưỡi 5 cm, và độ dày của nó là nó dày khoảng 2,2 ly. Cây này thì lưỡi mài vát một mặt, chữ thì được dập chìm trên lưỡi dao đấy, lưỡi thì còn đẹp. Này nó có dính mấy cái vết bẩn này, về bóc rửa đi là nó sẽ sạch nhé. Lưỡi mài một mặt, thép không dỉ nguyên khối ạ. Cán thì còn mới này. E57 là 250.000. Mã số tiếp theo E58 là một cái cây dao Lakiri thép thủ công. Chiều dài lưỡi cây này là 16,5 cm, chiều ngang lưỡi 5 cm, và độ dày của lưỡi dao là nó dày 4 ly và nó mỏng dần ra bên ngoài các bác. Cây này dao thép thủ công ba lớp. Cái này còn khá là mới luôn, lớp sơn mạ còn nguyên này các bác, không rỉ sét gì hết, lưỡi còn sáng bóng luôn. Chữ được khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao này. Cán cũng còn mới còn đẹp này. E58 cái này 320. Số tiếp theo E59 cũng một cây dao Lakiri theo thủ công, chiều dài lưỡi 16,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là cũng khoảng 4,7 cm ạ, và độ dày của nó là nó dày 4 ly và nó mỏng dần ra mũi dao. Cái này lưỡi theo thủ công này, lưỡi còn sáng còn đẹp này. Và ba lớp thép ạ, bề mặt lưỡi dao cũng còn lớp sơn mạ, chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi dao đấy ạ. Cán thì còn mới. E59 290.000. Mã số tiếp theo E60 ạ. Mã số tiếp theo E60 là một cũng một cây dao Thái của Đức. Cái này nó có chiều dài là lưỡi là 21 cm, chiều dài lưỡi 21 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 4,7 cm, và độ dày của cây dao này là nó dày 2 ly, dày 2 ly, lưỡi dày 2 ly, dao của Đức nhé bác. Đây. Perfection made in slogan Germany này quá. X50 làm thép chrome, nó có thông số logo các thứ được dập trên lưỡi dao đấy. Đó. Cán thì cán bằng gỗ và nó có ba cái chốt, một cái chốt giữa nó có đóng một cái logo rất là đẹp này quá. Này E60 là 350.000, E60 350.000, khâu được đúc liền nguyên khối lưỡi dao, E60 350.000. Mã số tiếp theo E61 cũng một cây dao Đức ạ. Chiều dài lưỡi cây này là nó khoảng 17,8 cm, chiều ngang lưỡi là 4 cm, và độ dày của cây dao này 2 ly. Cái này lưỡi thì còn đẹp, còn rất là đẹp này. Đức nó có hãng Duy Linh này, Đức hai hình người hãng Duy Linh. Trên cán của nó cũng có đánh một cái logo hai hình người màu đỏ trên cán á. Cán thì bằng nhựa. E61 cây này 190.000. Mã số tiếp theo E62 là cũng một cây dao Thái của hãng Kiza. Chiều dài lưỡi của nó là 18 cm, chiều dài lưỡi của nó là 18 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 3,8 cm, và độ dày của nó là lưỡi dao là nó dày 1,5 ly. Cây này nó của hãng Kiza nha các bác. Kiza này có một cái logo của hãng luôn, Sub Zero, lưỡi là thép không rỉ. Theo không gì, lưỡi còn rất là đẹp này, không có gì xét gì ạ. Cán gỗ ạ. Này E62 190.000. Mã số tiếp theo E63. E63 cũng một cây dao Thái ba lớp thép. Chiều dài lưỡi của nó là khoảng 16,7 cm. Chiều ngang lưỡi là 4,5 cm ạ. Và độ dày của nó là nó dày 1,7 ly, dày 1,7 ly. Cây này lưỡi ba lớp thép nha các bác, lưỡi của lõi của nó là lõi thép không rỉ ạ.
hai lớp ốp bên ngoài cũng không rỉ và nõi của nó là nõi không rỉ luôn. Đây, chữ thì được dập chìm trên lưỡi cán dao này. Cái này lưỡi được đúc liền nguyên khối với khâu này, cán gỗ cũng còn khá là đẹp. E63 là 270. Mấy cái cây mà lưỡi mà được đúc liền nguyên khối với lại khâu dao về thường đa số là dao ngon nha bác, dao ngon đó. E63 270. Mã số tiếp theo E64. E64 một cây dao cũng 3 lớp theo. Chiều dài lưỡi của nó là tầm 16,3 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 4,3 cm. Và độ dày 1,5 ly ạ. Cái này 3 lớp thép. Hai lớp bên ngoài thì không rỉ, còn lớp bên trong thì là thép carbon có rỉ ạ. Chữ được khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Cái này khâu nó rất là đẹp này quá. Khâu nó là bằng đồng thau luôn. Đồng này. Này E64 cái này 208 ạ. 208. Cái này cái dao khâu đồng. E64. Mã số tiếp theo E65. E65 là một cái cây dao Vioto 3 lớp thép ạ. Cây này chiều dài lưỡi của nó là khoảng hơn 25 cm một xíu, 25,2 cm. Bản của nó rộng là 3,8 cm. Và độ dày cây dao này là nó dày 2 ly ạ, dày 2 ly. Cây này lưỡi là 3 lớp thép, 3 lớp thép ạ. Đấy, 3 lớp thép. Chữ được dập chìm trên bề mặt lưỡi dao này. Và cả phần cán này. Khâu được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao. Cán của nó thì ở đuôi cán thì nó là cán gỗ, nó có bị mẻ một vết nhỏ này các bác. E65 là 330.000 ạ, 330.000. Vioto 3 lớp thép. E66. E66 cũng một cây dao 3 lớp thép nữa. Cây này lưỡi dài là 16 cm, bản rộng là 4,3 cm và độ dày của nó nữa. Nó dày 1,8 ly, 1,8 ly. Cây này lưỡi 3 lớp thép này. Cây này nõi thép của nó là nõi thép DP, thép DP nha bác. Đây, gold DP này. Những cái loại thép mà thép gold có chữ gold và DP này là đa số là dao xịn hết nha bác. Dao rất là xịn luôn. Đây, bề mặt dao còn đẹp. Nõi của nó thép không rỉ ạ, thép DP, gold DP ạ. Cây này mặt bên này thì nó có dập chữ lâu 140 này. Bên này dập chữ của Nhật. Cán gỗ cũng còn rất đẹp. E66 là 300.000. Mã số tiếp theo E67. E67 cũng một cây dao 3 lớp thép nữa. Chiều dài lưỡi cây này là nó là 16,5 cm. Chiều ngang lưỡi là 4,3 cm và độ dày 1,5 ly, 1,5 ly. Cây này 3 lớp thép. Cái này lõi của nó là lõi thép Thụy Điển nha bác, thép Thụy Điển ạ. Có chữ được khắc chìm này. Lõi thép Thụy Điển. Và lõi của nó không có gì xét đây ạ. Lõi của nó 3 lớp mà lõi không gì, thép Thụy Điển ạ. Cán thì còn rất là đẹp này. E67 cây này 208 ạ. Mà tôi tiếp theo E68. Một cái cây dao bản vuông thép thủ công ạ. Chiều dài lưỡi là 21 cm. Chiều ngang lưỡi của cây dao này là nó tầm 7 cm. Và độ dày lưỡi dao là nó dày 2 ly. Cái này lưỡi dao bản vuông theo thủ công nhá bác. Bề mặt thì nó còn lớp sơn mạ này, nó có một vài vết ố trên bề mặt lưỡi dao thôi. Chữ được khắc thủ công trên bề mặt đây. Lưỡi dao ạ. Và cây này thì cán thì bằng gỗ này và nó có cuốn thêm mấy sợi mây ở quanh cán nữa. Tem mác còn nguyên ạ. E68 là 380 ạ, 380.000. E68 ạ. Mã số tiếp theo E69. Là một cái cây dao đề 3 thép thủ công, đề 3 mm ạ. Chiều dài lưỡi là 10,5 cm. Chiều ngang lưỡi là 3,5 cm. Chiều ngang lưỡi 3,5. Và độ dày cây lưỡi, độ dày là
Nó dày lưỡi, độ dày lưỡi là 4 ly ạ. Lưỡi dày 4 ly. Cái này theo thủ công 2 lớp ạ, theo 2 lớp. Và cán thì bằng gỗ, còn khâu là nó được làm bằng xương nhá bác, khâu làm bằng xương. E69 là 160 ngàn, chữ khắc trên bề mặt lưỡi dao đó. Và số tiếp theo E70. E70 là một cái cây dao hình lá cây ạ, hình lá cây. Cây dao nhỏ hình lá cây. Cái này nó có chiều dài của nó là 19,5 cm. Chiều dài cả cán là 19,5 cm. Đây, phần lưỡi dao thì lưỡi nó tầm 9,5 cm này. Bản rộng là 3,3 cm và độ dày là khoảng 1,5 ly. Cái này thì nó dày ở giữa và nó mỏng dần ra hai bên nha bác. Nó giống như là một cái xương của cái lá cây á. Đây cái vân nó giống hình lá cây này. Vân nó giống hình xương lá cây này. Đó. Cái này rất là đẹp này bác. Các bác có thể mang đi chơi hoặc là mang đi du lịch các thứ, mang đi để thỉnh thoảng mình đi cắt đồ ăn hoặc là ấy đi xài. Cán thì được ốp gỗ bên ngoài và nó có 4 cái chốt bằng đồng ạ. Ở đuôi của cái cây dao này thì nó có một cái dây bằng da này và nó có treo thêm một cái hình đầu lâu này. Đó. Rất là đẹp luôn. Và đi kèm nữa là cái cây dao này là một cái bọc lưỡi dao, nó bằng da luôn, bằng da. Đây. Da nó có dập mà vân hình lá cây trên ấy ạ, trên cái bao da này này. Bao da nó có quai đeo này, có quai đeo và chốt của nó thì cũng bằng đồng luôn. Cái này D70 là 270 ngàn ạ. D70 ạ, 270 ngàn. Mã số tiếp theo D71 ạ. D71 là một cái cây dao gọt trái cây. Chiều dài lưỡi cây này là 10. Chiều dài lưỡi của nó là tầm 14,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 2,9 cm, sắp xỉ 3 cm. Và độ dày lưỡi nào, nó dày 1,8 ly. Cây này cán bằng gỗ này và khâu thì được đúc liền nguyên khối với lưỡi dao, lưỡi thì còn đẹp. Nó của hãng gì đây, EABM Pro Fashion gì ạ, Inlock. Cái này là dạng dao châu Âu nhá bác, dao châu Âu. EA71 là 170 ngàn. Hôm nay thì em có một số đồ nghề trên video á, giới thiệu các bác theo dõi video thấy món đồ nào nó phù hợp với mục đích sử dụng, với công việc của mình, thấy giá cả phù hợp thì có thể ủng hộ cho em nhé. Số điện thoại em có ghi ở phần mô tả video ạ. Em xin cảm ơn các bác quan tâm theo dõi. Em chào tạm biệt các bác.